Các cầu thủ bóng đá bây giờ là ước mơ của rất nhiều cô gái. Họ nổi tiếng, họ giàu có và họ có cả sức khỏe nữa. Nhưng không phải cầu thủ nào cũng kiềm chế nổi mình nếu như họ sa đà vào cuộc chơi với những người phụ nữ. Thậm chí là mất kiểm soát bản thân mình. Rất có thể họ sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những scandal tình ái của những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới. Một trong những scandal tình ái lớn nhất của làng túc cầu thuộc về Ryan Giggs, huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United. Rất nhiều người đã bất bình khi nghe thấy câu chuyện về việc Ryan Giggs đã gian díu với người em dâu của mình. Đó quả thực là một điều không thể tha thứ. Ryan Giggs đã từng được coi là một kẻ phản bội tồi tệ nhất. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một tượng đài của bóng đá xứ Wales, một huyền thoại của một ông lớn như Man United đã phá hỏng hạnh phúc của chính gia đình mình theo cái cách đáng xấu hổ đến như vậy. Vụ lùm xùm giữa Giggs và vợ của em trai mình đã diễn ra như thế nào? Sau khi kết hôn với người vợ Stacy và có hai đứa con, Ryan được yêu mến như một người đàn ông của gia đình. Thế nhưng tất cả chỉ là lời nói dối. Vào năm 2011, tất cả niềm tin của mọi người như sụp đổ. Sự thật là giữa Giggs và Natasha, người vợ của em trai Giggs, đã tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng trong suốt 8 năm trời. Rodri Giggs, em trai của Ryan Giggs, chia sẻ với tờ Metro News vào năm 2019. Tôi vẫn nhớ rằng hôm ấy, Natasha vợ tôi đã biến mất theo một cách rất lạ lùng. Tôi tỉnh dậy trên giường vào lúc 3 giờ sáng và phát hiện ra cô ấy không ở nhà. Như quá xấu hổ, Natasha đã viết một lá thư đến Rodri và muốn người chồng của mình không tiết lộ ra sự thật trước khi buổi họp báo với truyền thông diễn ra. Nhưng đã quá muộn. Người chồng kém may mắn tiếp tục trả lời phỏng vấn với Metro News. 6 giờ sáng, mẹ của Natasha gõ cửa nhà tôi và đem theo một tờ giấy và một lá thư. Đó là cái cách mà tôi đã tìm ra sự thật. Đọc tin tức trên tờ The News of the World trong khi đang ngồi cạnh mẹ vợ của mình. Đối lập với cậu em trai, Ryan đã phủ nhận toàn bộ sự thật một cách háo huyền và phi thực tế. Gia đình họ Giggs phải tiếp nhận một cú sốc quá lớn. Hãy quay trở lại vào thời điểm năm 2003, quãng thời gian đỉnh cao nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của Ryan Giggs. Tên tuổi của cầu thủ người xứ Wales thời điểm đó khiến đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới phát cuồng. Khi ấy mọi bước chạy, mọi chuyển động và cử chỉ của Giggs trên sân cỏ đều khiến người ta phải dõi theo không rời mắt. Anh nổi lên như một hiện tượng, đổ hot và nổi tiếng thuộc hàng đầu trong giới thể thao nước Anh. Và hơn hết, những cổ động viên hết mực yêu quý Giggs bởi lòng trung thành của anh đối với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng đôi khi, thành công và sự trả giá là hai khái niệm luôn luôn song hành với nhau. Và một đêm định mệnh, Ryan gặp Natasha khi cô ấy vẫn còn độc thân. Nhưng mối quan hệ này không được cả hai người công khai. Họ cứ tiếp tục duy trì sự qua lại với nhau suốt nhiều năm ròng rã. Nhưng chẳng có lời nói dối nào có thể chôn vùi mãi mãi. Sự thật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày. Khi mọi chuyện vỡ lở ra, nó thực sự không khác gì một quả bom khủng khiếp đối với gia đình nhà Giggs. Hai người trong quá khứ đã từng là anh em thân thiết, bây giờ quay lại từ mặt nhau, không nói chuyện, coi nhau như người dưng nước lã. Dù phải trải qua một nỗi đau tinh thần rất lớn, nhưng người vợ trên danh nghĩa của Ryan là bà Stacy Giggs vẫn quyết định ủng hộ, đồng hành bên cạnh số 11 của Man United. Nhưng Ryan có vẻ như không thể làm chủ chính bản thân mình. Sự thật là cầu thủ xứ Wales thậm chí đã ngoại tình với một người phụ nữ nữa, không phải Natasha mà là Imogen Thomas, một người phụ nữ vô danh và bí ẩn. Để dễ hình dung hơn, Giggs đã qua lại với tận 3 người phụ nữ trong cùng một thời điểm trong nhiều năm trời. Ông Wilson, người chú ruột của Ryan, bày tỏ công khai và thẳng thắn rằng ông chẳng hề ưa cậu cháu của mình với tờ Telegraph. Tôi chắc chắn một điều như thế này, Ryan không thể tự nó kéo cái quần của mình lên mà nó cần sự giúp đỡ. Cháu tôi là một người nghiện tình dục. Sự việc liên tục bị đẩy lên mức căng thẳng cao độ và đỉnh điểm là Stacy đã quyết định ly dị Ryan. Ngay sau khi vợ chồng nhà Giggs chia tay nhau, lại có thêm một người phụ nữ khác bước vào cuộc. Đó là Kate Griffin, một người phụ nữ cũng vừa mới ly dị chồng mình. Người chồng cũ của Griffin tiếp tục công kích cá nhân cựu cầu thủ xứ Wales trên báo chí. Ryan Giggs là người thứ ba trong cuộc hôn nhân giữa tôi và Kate. Giggs được biết đến là một trong những biểu tượng to lớn về lòng trung thành trong bóng đá thế giới và là huyền thoại sống của bầy quỷ đỏ. Nhưng anh lại không hề trung thành một chút nào với gia đình và với người vợ của mình. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường trêu nhau rằng hãy tránh xa ba điều: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Nhưng có một điều mà John Terry, đội trưởng huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea, đã mắc phải. Đó là việc gian díu với vợ của bạn cũng như là đồng đội của mình. Đó là Wayne Bridge. Nó đã khiến cho sự nghiệp của John Terry bị ảnh hưởng rất nhiều. Không có gì phải bàn cãi, đây chính là vụ phản bội lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cho đến năm 2010, John Terry vẫn được biết đến như một hình mẫu lý tưởng của một người cha, một người đồng đội. Nhưng đó chỉ là trước khi sự thật kinh khủng mà bấy lâu nay huyền thoại của Chelsea che giấu bị phơi bày ra trước công chúng. Tháng 1 năm 2010, một số tờ báo không thực sự đáng tin cậy của nước Anh đã đăng tải nhiều tin tức khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ và bàng hoàng.
Ông John Terry, chồng của bà Toni và cũng đồng thời là cha của hai đứa trẻ đang ngoại tình với Vanessa Peroncel. Vậy cô ấy là ai? Đó chính là vợ của Wayne Bridge, người đồng đội ở đội tuyển quốc gia Anh của John và cũng là người bạn thân của cựu đội trưởng The Blue. Đây rõ ràng là một sự phản bội vô cùng tồi tệ đối với người bạn thân và người vợ của mình. Nhưng đầu đuôi sự việc diễn ra như thế nào? Terry và Bridge là đồng đội của nhau tại Chelsea từ năm 2003 đến năm 2009. Hai cặp đôi cùng đi chơi với nhau như một nhóm bạn và thời gian dần trôi đi, Terry đã cưa cầm, quyến rũ Vanessa. Nhưng siêu mẫu người Pháp trên danh nghĩa đã là vợ của Bridge từ năm 2005. Hai người họ cũng đã có một đứa con trai 4 tuổi. Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn. Sự việc bị lộ ra khi rất nhiều người dân đã thấy John và Vanessa đi chơi riêng với nhau mà không có sự hiện diện của Toni và Wayne như mọi ngày bình thường. Khi Bridge nghe được hung tin này, anh ấy đã bị sốc hoàn toàn. Hậu vệ gốc Southampton đã công khai tuyên bố anh sẽ không tiếp tục khoác áo đội tuyển Anh nếu Terry cũng vậy. Và sự thật rằng, Bridge đã không góp mặt trong danh sách triệu tập của Tam Sư trong chiến dịch World Cup 2010 tại Nam Phi. Mọi người dân ở xứ sở sương mù đều xôn xao và sững sờ vì sự việc này. Các tờ báo lớn nhỏ cũng đã phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho vụ bê bối giữa hai người đã từng là bạn thân. Nội bộ trong phòng thay đồ của đội tuyển Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn bị chia rẽ. Nhiều cầu thủ còn bị đe dọa rằng không được tập trung cùng đội tuyển nếu Terry ở đó. Nhưng có một sự thật mà chẳng ai có thể chối cãi. Một điều hiển nhiên là, về trình độ chuyên môn mà nói, Terry vẫn là một trong những thành phần quan trọng nhất của Tam Sư khi đó. Để xoa dịu phần nào dư luận đang rất phẫn nộ, huấn luyện viên trưởng khi đó là Fabio Capello chỉ tước đi danh nghĩa đội trưởng của John mà thôi. Chiến lược gia người Ý đã trả lời phỏng vấn trên tờ Sky Sports vào ngày 5 tháng 2 năm 2010. Tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận và tìm cách giải quyết cho vấn đề này. Và tôi tin rằng quyết định chuyển băng thủ quân từ cánh tay của John Terry sang cho người khác chính là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Ở cương vị của một thủ lĩnh, John từ trước đến nay vẫn luôn làm tốt, cậu học trò của tôi cho thấy sự gương mẫu. Nhưng tôi bắt buộc phải giao quyền lãnh đạo cho một cầu thủ khác và tiếp tục suy nghĩ về những điều tốt nhất cho đội mà tôi nên làm. Một nguồn tin uy tín của Liên đoàn bóng đá Anh chia sẻ với tờ Daily Mail vào ngày 10 tháng 2 năm 2010, chỉ 5 ngày sau phát biểu của huấn luyện viên Fabio Capello, Bridge chẳng còn muốn chơi bóng với Terry và các cầu thủ khác ở đội cũng đang chán ngấy anh ta. Vấn đề không chỉ dừng lại ở chiếc băng đội trưởng, mà vấn đề là liệu Terry có thực sự nên tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia hay không. Nếu sự hiện diện của John gây nên tranh cãi và rắc rối, anh ấy không nên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ còn lại của Tam Sư đã có nhiều động thái nhằm cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ, ít nhất là chỉ trong phòng thay đồ giữa John Terry và Wayne Bridge. Nhưng hai cầu thủ này đã từ mặt nhau, Bridge thậm chí đã rời Chelsea để gia nhập Manchester City và trận đấu giữa hai đội bóng này diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2010. Tân bình của The Citizen đã từ chối bắt tay người đồng đội cũ, người đã từng là bạn thân của mình khi ở London. Tình bạn giữa Terry và Bridge đã chấm dứt hoàn toàn, không còn bất cứ tia hy vọng nào có thể níu kéo được hai người họ. Nhưng Terry là người may mắn hơn, bởi Toni, vợ của anh đã quyết định tha thứ và xóa bỏ mọi lỗi lầm mà người chồng của mình đã gây ra. Scandal đó đã cướp đi rất nhiều điều đối với John Terry và cả Wayne Bridge nữa. Nhưng may cho John Terry là vợ của anh còn tha thứ và anh vẫn còn giữ được hạnh phúc của mình. Trong khi đó, ở một scandal khác cũng tương tự, đó là trường hợp của Mauro Icardi và Maxi Lopez. Mauro Icardi là một hậu bối của Maxi Lopez, nhưng một ngày đẹp trời, anh đã chiếm vợ của người anh của mình. Vào năm 2010, Mauro Icardi và Maxi Lopez trở thành đồng đội ở Sampdoria. Nhưng rồi đến một ngày, tình bạn của họ trở nên tan vỡ. Tôi sẽ kể cho các bạn tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Icardi bắt đầu chia sẻ với báo giới. Anh nói thêm, ngay trước khi tôi cùng cả đội tới du đấu giao hữu ở Mỹ, tôi nhận được tin nhắn từ Wanda Nara. Vào quá trình qua lại giữa Mauro và vợ của Maxi Lopez bắt đầu từ đây, Icardi tiếp tục chia sẻ. Tôi đã ngạc nhiên bởi tôi hay nói chuyện với Maxi hơn chứ không phải với cô ấy. Wanda nhờ tôi mua giúp cô ấy một chiếc iPad ở Hoa Kỳ. Kể từ khoảnh khắc ấy, dù ý đồ của Wanda có như thế nào đi chăng nữa, cũng đã làm tôi phải băn khoăn rằng, thật lòng, Wanda muốn có chiếc iPad ấy hay cô ta muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp cận và giữ liên lạc với tôi. Một trong những việc đầu tiên ngay sau khi tôi đáp chuyến bay trở lại Milan là làm quen với Wanda. Chiếc iPad là một cái cớ hoàn hảo. Đây hoàn toàn là một việc xảy ra bất ngờ và không lường trước đối với Icardi, bởi trước khi cái tin nhắn định mệnh ấy được chuyển đến điện thoại của Mauro, thì anh và Lopez đang có một mối quan hệ khá tốt. Icardi không hề chủ động trong việc tán tỉnh cũng như cưa cầm Wanda, nhưng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đã đến. Icardi kể tiếp câu chuyện giữa anh và Wanda. Hai chúng tôi đã nhắn tin cho nhau rất thường xuyên, và ở thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau một cách tự do, thân mật và gần gũi hơn.
Tôi nhớ có một lần, cô ấy nhắn như thế này cho tôi: Moro à, em và Marcy đang có kế hoạch lái xe tới đảo Aeolian với Gonzalo Bergesio và vợ của anh ấy. Tại sao anh lại không tham gia cùng bọn em nhỉ? Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón ở phần 2 nhé!